Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi. Trong suốt hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, toàn ngành bưu điện có gần 10.000 giao bưu thông tin hy sinh. Trong đó có hơn 600 chiến sĩ hy sinh trên chiến trường Tây Nguyên. Riêng tỉnh Đắk Lắk có 222 liệt sĩ mà tên tuổi đã được khắc ghi trên bia tưởng niệm. Những chiến sĩ giao liên đã vượt qua nhiều cung đường máu. Họ mang trong người tinh thần thà hy sinh tất cả, chứ không để đường không thông, thư báo, công văn, hàng hóa, vũ khí tồn động, bộ đội qua đường không bị hiểm nguy. Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, hàng chục năm qua, việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ vẫn chưa bao giờ ngưng nghỉ. Bởi vẫn còn đó, chiến sĩ giao bưu thông tin hy sinh, mang theo cả những tin tức kháng chiến cất vào lòng đất. Hồi xưa là chỗ đây là cái điểm cao, nói chung là bộ đội ta là cũng hy sinh rất nhiều. Hai là như ngay trước cái tượng đài bên này á, là chỗ đổ bên này là cũng có mấy cách đây cũng bốc được 3 mộ. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Châu là một trong hàng trăm chiến sĩ hy sinh lúc cuộc kháng chiến diễn ra ác liệt nhất. Cây xoài cổ thụ giữa rừng già bên bờ suối, nơi trạm giao liên do ông làm trưởng trạm, cũng là nơi liệt sĩ nằm xuống. Từ lâu đã được trồng lại tại vị trí cũ một cây xoài khác, nhắc nhớ thế hệ trẻ hôm nay về công ơn của cha ông. Khu bảo tồn thiên nhiên Easo, huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk là căn cứ của Ban Giao bưu Thông tin Đắk Lắk suốt những năm tháng kháng chiến. Nó chứng kiến thời điểm chính quyền Mỹ Diệm triển khai chiến dịch Tố Cộng, Diệt Cộng giai đoạn 2, thực hiện trên toàn miền Nam từ tháng 7 năm 1956 trở đi. Trong đó, Tây Nguyên Buôn Ma Thuột được chọn là vùng đất để triển khai chiến dịch đẫm máu này, bởi kẻ thù luôn biết nơi đây rừng che bộ đội. Là khu bảo tồn thiên nhiên Easo á, thì nằm phía đông bắc của huyện Eak, thì trước đây là một khu rừng tự nhiên có vai trò quan trọng trong vấn đề an ninh quốc phòng. Thì trên khu bảo tồn này thì là nó có tuyến đường giao liên trước đây các đơn vị bộ đội hay đi qua. Thì bác liệt sĩ Nguyễn Ngọc Châu này cũng là một cán bộ giao liên, thì trong đợt đi tuần tra đi giao liên đi qua khu bảo tồn thì bác mất tại khu bảo tồn này. Ngành bưu điện Việt Nam được thành lập vào thời điểm cả nước tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân ngày 15 tháng 8 năm 1945. Từ những ngày cách mạng còn trong thời kỳ trứng nước, những chiến sĩ giao bưu, giao liên bất chấp mọi khó khăn gian khổ luôn một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng. Vẫn trên lối mòn xuyên rừng của các chiến sĩ giao bưu năm xưa, con đường huyết mạch nối Tây Nguyên với đồng bằng từng chứng kiến biết bao cảnh tàn sát của kẻ thù, hôm nay đã trở thành đường tuần tra bảo vệ rừng của lực lượng chức năng. Ngày nay, trên lối mòn này vẫn còn nguyên câu chuyện về lòng trung thành, sự tận tụy của những chiến sĩ giao bưu, giao liên, da nâu, mắt sáng năm nào. Ngày xưa rồi là bệnh là bộ đội cuốn biêu là nhiều bạn nào lương thực thực phẩm súng đạn là vác hết đi, súng đạn nhiều tức là cứ mình cứ gùi vác đấy, ngày nào là cũng phải trên vai là phải ít ấy, là nhiều bạn là 60-70 kg cho người, cả súng đạn vũ khí công văn giấy tờ là đi theo đường dây hết, thì cứ đi thôi, cứ gặp địch mà đánh thôi chứ. Phát hiện địch mình tránh đường khác đi, mở đường cắt rừng.
chứ còn là đó có phải là đường như bây giờ đâu, cứ đi trong rừng không thôi. Bộ đội hơn quân là vào Nam là cũng là đi theo cái đường, chứ không phải đường mòn, đi theo đường dây hết. Gạo thóc là vận chuyển là từ Đông Băng mà về, tức là từ Phú Yên, Khánh Hòa, chứ Đắk Lắc của mình là yếu lắm, không có lương thực, thực phẩm nhiều đâu. Cao Liên gồm đầu tiên là đồng bào dân tộc, phải nói đồng bào dân tộc, ở đây là người xôi đường, người dẫn đường, người mở đường cho chúng ta đi. Sau đó là các cán bộ, các anh em ở dưới duyên hải miền Trung lên, rồi bộ đội ngoài Bắc vào, được bổ sung cho các trạm giao liên, gồm tất cả các tỉnh ngoài Bắc, Cao, Bắc Lạng cho đến Cà Mau đều có danh sách giao liên. Nếu các bạn nhìn vào cái đội liệt sĩ là sẽ thấy rất là nhiều. Vì vậy nên là nói về cái sự ác liệt thì không hình dung ra được. Trên con đường mòn huyền thoại này, chính sự chạy bộ ngày đêm xuyên qua những trận mưa rừng, những con dốc, những suối cạn sông sâu của các chiến sĩ giao liên đã giữ cho thông tin liên lạc được xuyên suốt, nhanh chóng, chính xác, an toàn và bí mật. Và cũng từ đó, nhiều câu chuyện tình đẹp như trong cổ tích của những chiến sĩ giao liên được nở hoa, kết trái. Nghe khi địch là can cái vùng là coi như là mình phải bao các đơn vị khác, phải đi chuyên rừng để gặp đơn vị khác, để mang cái thư mang báo cáo cho đơn vị khác để tránh địch là can. Nó đi bún mình mùi nó mấy đâu, 2-3 mùi nó đi nè, nó thấy cái mình đang quần là nó đi, nó đá thả máy bay, nó top nó thả máy bay, nó đi, nó luồn vào. Mình phát hiện ở trên là nó quang cái khăn đỏ trong cái răng nó biết. Nếu mà không có cái đó là mình tưởng là anh em mình hết á, nó mặc quần áo đi như anh em. Lúc anh em là coi như là phục kích thì là hy sinh, coi như là mình phải đi bắt đi lấy, khi nó rút quân mình phải bỏ đi mà phải bắt khiêng đi để tròn cho khác. Huyện Eka đó là chết bé người luôn, cả ủy viên ủy ban hết, đường Eka, cái đường cầu sắt á, cái đường bung kia là cả nhà anh em chết 18 thằng luôn, đi giáng đoán á, coi như nó phục mình không biết là nó phục hết rồi, nó đi máy bay nó thả vô đây, coi mình mới đi nó gặp nó không biết đường này, đi nó chạy nó đuổi theo cái đường trống mà nó đi chạy là máy bay nó quanh cái đầu trực thăng á, quằn miết, mình bắn chết anh em hết, mình chót, mình chạy cái khe suối mai mà cái khe mà mình không được, cái mấy đứa này chết hết trong đó. Coi như là sáng mình đi nha, gặp nhau là 12 giờ, rồi đưa thư xong rồi bên này bên kia phải về, đi bên giang đoan thôi, đi một mình thôi, đâu có đi 2-3 người đâu. Dân coi như là bên kia đưa thư bên này đưa thư giữa đường rồi về. Coi như là bộ đội ngoài Bắc tới đây là mình phải dăng đường đi rồi gặp nhau là mình phải về. Không gian lịch sử truyền thống tại Bưu điện Đắk Lắk được xây dựng vào tháng 8 năm 2012, là nơi lưu giữ những kỷ vật, những tư liệu, những chiến công của chiến sĩ giao bưu một thời chưa xa. Đây là tôi nè, Lê Hoài Nhân, sinh năm 1947 này. Tôi làm công tác giao liên, giao bưu thông tin. Lúc đó, năm 1973, tôi là trạm phó. Hình ảnh này là hình ảnh chúng tôi đi ra đường 21, hiện nay là quốc lộ 6, đoạn cây số sâu 2. Đoạn này là đoạn mà bọn địch gài mình Claymore chi chít. Trong bốn người chúng tôi gồm có tôi này, đây là chị Hờ Lan này, chị Hờ Lan cũng là trạm trưởng này, anh Y Việt trạm trưởng này, đồng chí Ngọc nhân viên của trạm T45 này. Chúng tôi ra đường 21 dẫn đoàn khách đi, trước khi mà đoàn khách đặc biệt của tỉnh ủy đi qua, chúng tôi phải đi trước gỡ mình ra mình. Khi chúng tôi ra tới đường mốt gỡ được mình ra được mình xong, khi đoàn khách qua đường rồi, chúng tôi đứng lên và coi như là để tiễn đoàn đi. Thì trong đó có đoàn nhà báo, trong cái dịp mà chiếm lĩnh Cấm Cửa năm 72-73 thì họ cũng đi, chúng tôi đưa họ đi qua.
nhà báo, có đoàn nhà báo của nước ngoài. Họ đến đường mốt là do tình hình địch không chuyển đi sang tuyến khác được, cho nên họ ở lại, kẹt ở lại. Họ đã tranh thủ, họ rửa được cái bức ảnh này và họ tặng lại cho ban giao vụ, chúng tôi giữ lại để làm kỷ niệm sau chiến tranh. Bây giờ hồi tưởng lại thì tôi thấy rằng đó là chuỗi dài của thời gian gian khổ. Có thể nói là mình nói nó hơi khôi hài chút, một tháng 30 ngày chúng tôi phải có mặt gần 31 ngày ở ngoài cái tuyến đường mốt. Tuyến đường, con đường này là con đường huyết mạch của Giao Liên mà dành cho tỉnh ủy của tỉnh Đắk Lắk đi qua cánh Nam và cánh Bắc, cũng như bộ đội ở phía Nam phía Bắc đi ra để đi tiền phương, để đi giải phóng các cái nơi ở ví dụ như là Buôn Hồ, rồi Treo Reo, rồi Chư Mường Nga, rồi những cái điểm quan trọng lớn và đánh được 14. Thì đó là tuyến đường quan trọng nhất mà chúng tôi đã bám giữ ở đó. Có thể nói rằng là chúng tôi có thể 3-4 ngày không có cơm, ăn bằng mì khô, nhão, chị em chị nuôi ở nhà vắt, thành vắt, đưa ra chúng tôi để bám đường 21. Và có những đồng chí là ở nhà, thường thường chúng tôi đi ra đường như thế này á, là anh chị em ở nhà họ lắng nghe có tiếng mìn, tiếng bom gì không. Khi chúng tôi trở về mà đông đủ thì họ mừng lắm, mà thường thường ít có cái chuyến đi về đông đủ, hầu hết là Giao Liên hy sinh nhiều lắm. Ngành giao bưu ngày xưa thì có hai lĩnh vực, một là Giao Liên. Giao Liên thì là đưa công văn tài liệu, mở đường, đưa cán bộ bộ đội kết nối giữa các trạm, giữa các khu vực với nhau. Và lĩnh vực thứ hai là vô tuyến điện và hữu tuyến điện. Đây là cái khu vực mà trưng bày các thiết bị về vô tuyến điện. Vô tuyến điện ngày xưa thì nó cũng rất là nguy hiểm. Mỗi khi mà máy phát 15W hoặc 50W mà bật lên ấy, là VO10 nó, máy bay VO10 nó sẽ định vị được và nó đã sẽ phóng góc két vào đúng máy luôn. Và tại cái địa phận chiến khu Đắk Lắk này cũng đã có một cái tổ đài bị phóng róc két và hy sinh, thực sự rất là nguy hiểm. Nhưng những cái thiết bị này như là thiết bị Gagono, thiết bị chiến lợi phẩm BRC-25, đây là máy thu phát 15W và máy thu phát 50W. 15W hay 50W đều có thể liên lạc từ chiến khu, từ Đắk Lắk gọi là CRT-7. Khu 5 là liên lạc với khu 5, liên lạc với khu 7, liên lạc với Hà Nội đều bằng máy vô tuyến sóng ngắn 15W đều được hết. Cái máy này là cái máy 50W thì dùng cho phát CQ. Phát CQ là gì? Phát CQ là anh liên tục gọi các đài cứ 30 phút trong một phiên liên lạc, khoảng 10 phút, 5 phút tùy theo cái quy ước. Và khi có một tần số cố định nào đó thì anh phải dò xem là ở địa phương hoặc ở chiến trường hoặc ở cái tần số có cái báo tin gì về cho chiến khu không. Từ năm 1945 đến nay, cùng với cả nước, ngành bưu điện đã trải qua những mốc lịch sử phát triển quan trọng. Tại Đắk Lắk, giữa năm 1948, Ban Giao thông Liên lạc của tỉnh thuộc Liên khu 5 được thành lập. Đến nay đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau như Ti Bưu Điện, Ti Bưu Vận, Ban Thông tin của Trung đoàn E-84, Ban Giao Liên tỉnh Đắk Lắk, Ban Giao Bưu tỉnh Đắk Lắk, Ban Thông tin và Ban Giao Bưu, và bây giờ là Bưu Điện tỉnh Đắk Lắk. Từ chỗ nhỏ bé về tổ chức, thô sơ về công nghệ, lạc hậu về kỹ thuật, mạng lưới chấp vá, lại bị chiến tranh tàn phá. Ngày nay, ngành bưu điện tỉnh Đắk Lắk hoàn toàn đổi mới, hiện đại. Trong sự nghiệp cách mạng cũng như quá trình phát triển đất nước, bao giờ cũng có những bước thăng trầm. Bưu điện Đắk Lắk cũng không ngoại lệ. Việc tiếp tục giữ vững thông tin liên lạc, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của đảng, chính quyền và nhu cầu của các tổ chức, của nhân dân. Mong muốn là mình cũng là một trong những người sẽ tiếp nối các truyền thống của các thế hệ đi trước để truyền lại cho các thế hệ đi sau và sẽ giữ cái ngọn lửa của ngành bưu điện từ trước đến nay. Tìm về những năm tháng lịch sử đã qua, nhưng đích đến của cuộc hành trình là hướng tới tương lai. Nói cách khác, việc tìm kiếm và giữ gìn
những giá trị nhân văn trong lịch sử của đất nước, của ngành bưu điện, chính là quá trình nhận thức rõ hơn những giá trị của dân tộc, giúp toàn ngành tự tin hơn về những gì mình đã có, đang có và tiếp tục phát huy trên vùng đất Tây Nguyên đầy huyền tích này.